Phương Thúy xin kính chào quý vị khán thính giả của truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày rằm tháng 7. Phương Thúy hiện đang có mặt tại Thiền viện Vô U để gửi đến quý vị một hình ảnh về buổi lễ Vu Lan. Kính thưa quý vị, mỗi mùa Vu Lan về, tất cả các chùa tại miền Bắc Cali cũng như miền Nam Cali và tất cả mọi nơi đều tổ chức ngày lễ Vu Lan. Thì hôm nay Phương Thúy xin gửi đến quý vị những hình ảnh của các chùa tại miền Bắc Cali đã tổ chức buổi lễ Vu Lan. Bây giờ Phương Thúy xin kính mời quý vị theo dõi những hình ảnh sau đây. A Di Đà Phật, con kính sư phụ có thể hôm nay chia sẻ với con, hôm nay là ngày lễ Vu Lan, để mà các con nghĩ gì về ngày lễ Vu Lan? Hôm nay tại Thiền viện Vô U, chúng tôi miền Bắc Cali Phật Nha, chúng tôi làm lễ Vu Lan cho các Phật tử và quý đồng hương quanh vùng về tham dự lễ. Dĩ nhiên cái chủ đề của lễ Vu Lan là chủ đề Vu Lan hiếu hạnh, có nghĩa là cái hạnh báo hiếu, hạnh hiếu thảo của người con đối với cha mẹ. Và với cha mẹ, tổ tiên, ông bà mà đã mất thì cái ngày này mình hướng tâm cầu siêu cho người mất. Còn đối với cha mẹ hiện đời còn sống, còn xin tiền thì chúng ta cũng đi chùa. Có thể tốt nhất là đưa ba mẹ đi, đưa ông bà đi chùa để có một ngày vui, và cái ngày đó cũng hồi hướng công đức cho sức khỏe ông bà, cho cái sự tỉnh sáng của tâm, để làm sao ông bà cha mẹ của mình còn sống lúc nào cũng an vui, qua những cái tình cảm rất là chân thật và thương yêu của mình đối với cha mẹ ông bà. Và nhân cái nhân duyên lành, chúng tôi được có đôi lời đối với đài SBTN, thì trước nhất thì chúng tôi cũng chúc cho đài SBTN luôn luôn được phát triển tốt đẹp, phục vụ đồng hương được chất lượng rất là tốt đẹp như đã từng tốt đẹp. Và chúng tôi cũng không quên chúc tất cả những người đang sống ở tại miền Bắc Cali nói riêng, đang sống ở Hoa Kỳ cũng là nói riêng, và chúc cho tất cả mọi người đều có sức khỏe, bình an và có được những gương hiếu thảo đối với cha mẹ trong cái dịp lễ này. Hôm nay cũng là cái ngày đại lễ chính Vu Lan, ngày 14 tháng 7 âm lịch. Đạo Phật là đạo hiếu, Đức Phật dạy là hiếu tâm, là Phật tâm, hiếu hạnh là Phật hạnh. Thì nhân ngày lễ Vu Lan thì cũng cầu nguyện đem hết cả cái tấm lòng thành cầu nguyện cho những người và những ai đã quá vãng, thì cũng nương nhờ pháp Phật trong mùa Vu Lan giải đạo huyền siêu độ thì cũng được về với cõi cực lạc. Và cũng cầu nguyện những ai được diễm phúc còn đầy đủ cả cha lẫn mẹ, thì cầu nguyện cha mẹ hiện tiền được tăng phúc, tăng thọ, được sự bình an, được sự cát tường. Và đồng thời mình cũng hướng cái tâm đến cầu nguyện đến cả quốc gia, cả dân tộc. Miễn lòng hiếu là cũng là cái nền tảng cho Đức Phật dạy là cả đến bốn cái trọng ân, bốn cái ân lớn là ân cha, ân thầy tổ, ân quốc gia, ân chúng sanh. Đức Phật dạy rằng là trong cái thế giới tương quan mà chúng ta đương có mặt này,
không những chúng ta thọ ơn đối với cha mẹ mà chúng ta thọ ơn những người xung quanh. Em chào mấy chị, hôm nay là ngày lễ Vu Lan mà em thấy mấy chị ai cũng đeo chiếc bông hồng màu trắng, thì anh chị có thể cảm nghĩ về cái ngày này về mẹ của mình hay không? Xin chào đại, mình là Nhật Giảng. Thật ra là mẹ đã mất từ rất lâu, gần 40 năm rồi. Tuy vậy thời gian là khá dài nhưng mà cứ mỗi lần đến cái ngày này nghe những cái bài nhạc hoặc là những cái bài viết về mẹ vẫn vô cùng xúc động, vẫn buồn. Tuy nhiên là một người con Phật thì mình chỉ biết là cầu nguyện, nguyện xin chư Phật tiếp dẫn cho hương linh của bố mẹ và nguyện cầu cho tất cả các bà mẹ, các bậc cha mẹ hiện tiền cũng như đã mất được, những người cha mẹ mà còn hiện tiền thì luôn được sức khỏe, và các vị đã mất thì được về miền cực lạc, về với chư Phật. Dạ. Dạ. Thưa luôn chị. Thì em thấy mấy chị đây ai cũng cảm động khi mình nói về mẹ. Thì chị có thể chia sẻ cái những kỷ niệm gì của mẹ đối với chị, là chị cảm thấy chị rất là nhớ mẹ. Bây giờ mỗi năm mà đến lễ Vu Lan thì mình rất là nhớ mẹ. Mình cũng cài bông màu trắng đây. Nhưng mà mình thấy mẹ mình giống như bên cạnh mình vậy đó. Thì mình cũng chị có mất mẹ lâu chưa? Ở Di Đà Phật cũng khoảng 6 năm. 6 năm, khoảng 6 năm. Dạ, chị mất mẹ lâu chưa? Hai chị em. Có hai chị em, còn chị? Ba chị em. Em mất mẹ 22 năm. 22 năm. Dạ, lúc còn nhỏ luôn hả? Dạ. Ai còn mẹ thì rất là phải dành thời gian cho mẹ, cho ba mẹ. Ai cũng đi làm hết nhưng mà cuối tuần hay là chiều gì đó thì tới thăm mẹ, thăm cha mẹ, đó rất là quý. Cảm ơn. Kính thưa quý vị, hôm nay Phương Thúy đang có mặt tại một cái bàn, có anh họa sĩ vẽ những cái gọi là cái thư pháp rất là đẹp về mẹ. Cái em hỏi anh là anh biết cái này, anh học cái này lâu không? Dạ, bên thư pháp này đi giúp từ thiện cũng được trên 10 năm rồi. Dạ. Chỉ giúp cho những chùa chiền và những cái công tác mà về vấn đề từ thiện. Thưa chị, thì em thấy trên ngực của chị đeo một chiếc bông hồng màu đỏ, nghĩa là chị còn mẹ. Dạ. Thì khi mà mình còn mẹ như vậy, chị cảm thấy có cái niềm hạnh phúc gì có thể chia sẻ đến quý vị ạ? Dạ, em rất là vui và hạnh phúc vì còn mẹ là giống như còn tất cả. Dạ. Yeah. Dạ, mẹ là một tình thương vĩ đại. Dạ. Chị có kỷ niệm gì về mẹ không? Ờ, dạ rất là nhiều. Mẹ chị còn ở đây không? Dạ, mẹ em hôm nay cũng chưa ở đây. Dạ. Dạ. Đúng là mình hãy yêu thương mẹ mình vì mình chỉ có một người mẹ mà thôi, và thời gian thì rất là ngắn ngủi, cho nên mình phải yêu thương mẹ. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ. Sắc em một bông hồng, sắc anh và một bông hồng, chẳng biết ai, chẳng những ai đang còn mẹ đang còn.
Phương Thúy, tiền trình từ San Jose xin kính chào tạm biệt quý vị.